Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương tiên phong trong cả nước với việc ban hành nhiều chính sách đột phá và các hoạt động đa dạng trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hiện thành phố đã thành lập 5 không gian hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối 24 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, thành lập 4 ban điều hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 4 lĩnh vực trọng yếu của thành phố gồm công nghệ thông tin, cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, nhựa, cao su, hóa chất. Kết quả, có gần 650 doanh nghiệp được ươm tạo và nhiều doanh nghiệp trong số đó gọi vốn thành công. Thông qua các trung tâm ươm tạo, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ phát triển nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đi vào hoạt động và thương mại hóa các sản phẩm từ hoạt động ươm tạo. Cùng tìm hiểu thông tin chi tiết trong chương trình Vườn ươm trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ nhân dân tv.vn.